Phó thị trưởng Mạnh, chúc mừng, chúc mừng nha. Cảm ơn, cảm ơn. Anh Độ Giang, Nghi Phu, cảm ơn anh đồng ý phó thác con gái của mình cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ yêu thương nó như con gái ruột của mình. Tây tử nhà chúng tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, sau này mong anh chị dạy bảo giúp đỡ nhiều hơn. Con bé rất hiểu chuyện. Anh thật là quá khách sáo rồi. Tây tử hiểu chuyện như vậy, đâu cần chúng tôi dạy nữa đúng không? Ngược lại, Hòa Bình và chúng tôi sự nghiệp vừa bắt đầu, hy vọng anh dạy bảo giúp đỡ nhiều hơn. Anh Đỗ Giang à, tôi giới thiệu với anh mấy người bạn làm ăn tốt. Thế nào? Đương nhiên rồi, tôi phải cảm ơn họ đã tham dự. Được rồi, được rồi, mời bên này. Đông Tử, bác gái. Sao không thấy Du Gia Kỳ? Cô ấy không đến cùng cháu sao? Cô ấy có gì không đến? Nhưng mà cô ấy đã chúc phúc Tây Tử và Hòa Bình rồi. Thật tiếc quá. Đông Tử, bác thấy những ngày tốt đẹp của cháu và Gia Kỳ cũng không xa nữa. Hòa Bình và Tây Tử có thể đến ngày hôm nay, thật là trăm nghìn cực khổ. Đúng vậy, bác thực sự rất vui. Còn có gì vui hơn việc này đâu? Cháu nói có phải không? Hai người họ là đôi bên có tình, cuối cùng cũng thành phu thê rồi. Đúng đúng đúng, cháu nói hay lắm. Tây Tử, hôm nay em rất đẹp. Em sao vậy? Có phải hơi căng thẳng không? Anh đừng cười em nữa. Anh ra ngoài hỏi khách đi. Có việc gì em gọi anh. Được. Bà ấy luôn nói Gia Kỳ cầm tiền của bà ấy thì phải chia tay với con trai bà ấy. Thật ra sự thật không phải như vậy. Là bác đã hại Gia Kỳ. Anh biết cô ấy bỏ anh là vì tiền 50.000. Tình yêu trẻ mạc như vậy, 50.000 thì đã cắt đứt rồi. Nguyễn tiểu thư, cô sao vậy? Đừng lao, đừng lao, để tôi, để tôi. Nguyễn tiểu thư, hôm nay cô rất đẹp, đừng căng thẳng, tất cả đều sẽ thuận lợi. Em gái, sao vậy? Hòa Bình nói em có hơi căng thẳng, bảo anh đến xem. Xem ra đúng là không tốt lắm. Rốt cuộc làm sao vậy? Anh, có phải từ bé tới lớn việc gì em cũng đều có thể hỏi anh, còn anh trước nay sẽ không lừa em, đúng không? Vậy anh nói cho em biết hạnh phúc là gì? Hạnh phúc à? Mỗi người đều có định nghĩa khác nhau. Có lẽ câu hỏi này không có câu trả lời thực sự. Phải dựa vào bản thân tìm kiếm mới có cơ hội tìm được câu trả lời thuộc về mình. Nếu em đã cố gắng đi tìm rồi nhưng vẫn không tìm được thì sao? Thật ra con người trong lúc bối rối thì phải tin vào trực giác. Có lúc trực giác rất chuẩn. Trực giác. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh có thể giúp em được không? Anh, cảm ơn anh.
Anh đã giúp được em rồi. Anh ra ngoài trước đi. Em trang điểm thêm sẽ đang ngay. Thật không? Em chắc chứ? Tốt. Vậy anh ra ngoài đợi em. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Căng thẳng không? Vẫn ổn. Đông Tử, tôi cảm thấy gần đây Tây Tử có hơi không bình thường. Hiện tượng bất thường này là do mong chờ quá mức đấy. Thật ra cũng là bình thường. Đông Tử, anh sao thế? Không sao chứ? Anh cũng không bình thường chứ. Đây gọi là huynh muội liền tâm. Được rồi đấy. Anh tìm Tây Tử, tôi vào trong trước. Tây Tử, chuẩn bị xong chưa? Sắp đến lúc rồi đó. Anh Hòa Bình, xin lỗi, em thất hẹn rồi. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Tôi đi nghe điện thoại, mọi người tự nhiên nhé. Mau xuống đi, nhanh lên. Mọi người ở đây hết rồi. Đông Tử, anh nghe tôi nói, Tây Tử biến mất rồi. Sao cơ? Nếu cô ấy thực sự có tâm sự, tôi phải đi tìm cô ấy. Việc ở đây, anh xử lý giúp tôi nhé.
Đây là lý do gì hả? Hai đứa yêu nhau lâu như vậy, chỉ một câu nói muốn chặn miệng mọi người sao? Hòa bình, con coi đính hôn là trò đùa hay sao? Nhà họ Mạnh chúng ta mất hết thể diện rồi. Hòa Bình, con nói thật với mẹ, có phải lại là Giai Kỳ đó không? Tôi đã nói rồi mà, sao cô ta có thể dễ dàng để con và Tây Tử đính hôn được? Chẳng trách cô ta không dám đến tham dự tiệc. Sao mẹ lại không nghĩ đến cô ta có thủ đoạn này? Thật đáng ghét. Không được, mẹ phải đi tìm cô ta. Mẹ, tại sao chuyện gì mẹ cũng đổ hết cho Giai Kỳ vậy? Cuối cùng Giai Kỳ đã đắc tội gì với mẹ mà mẹ phải hận cô ấy như vậy? Chuyện đến mức này rồi, con còn bảo vệ cô ta? Mẹ muốn hỏi con đó, Du Giai Kỳ đó cuối cùng đã cho con uống thuốc gì mà con lại bảo vệ cô ta? Du Giai Kỳ đó vì cô ấy mà hại mẹ con chúng ta như vậy. Đủ rồi, xin mẹ đừng làm liên lụy người vô tội. Nếu mẹ cảm thấy mất mặt, con có thể cùng mẹ đến chỗ bạn bè mẹ xin lỗi từng người. Nhưng con xin mẹ dừng lại tất cả hành vi làm hại Giai Kỳ đi. Con có thái độ gì vậy? Lão Mạnh, ông xem con trai tốt của ông, con gây quả lớn như vậy, bây giờ còn ở đây khí thế hung dữ với mẹ. Mẹ chọc giận ai hả? Ngày đại hỷ bị con biến thành trò cười. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người hủy bỏ việc đính hôn, chuyện này truyền đến chỗ làm, con còn muốn làm người không? Chuyện cơ quan để tôi xử lý, bà không cần lo. Từng này tuổi rồi, chuyện thế nào cũng có thể xảy ra, người ta cũng không thấy lạ nữa. Điều quan trọng của chúng ta là quan tâm đến hạnh phúc của tương lai hai đứa, phải không? Hòa Bình à, chỉ cần quan hệ giữa con và Tây Tử giải quyết xong, còn về tổ chức hôn lễ hay không không phải là vấn đề thể diện, mà là vấn đề hạnh phúc của hai con, hiểu không? Cảm ơn ba. Con đã nói với Tây Tử rồi, hai chúng con cần thời gian trấn tĩnh lại. Được rồi, ba mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ngày mai ba còn có cuộc họp. Con cũng đi đi. Con, nếu để mẹ điều tra ra là do Du Giai Kỳ làm, mẹ tuyệt đối không tha cho cô ta đâu. Anh, hôm đó ở hội trường nhất định rất khó xử phải không? Vì cả đời khó xử nhất đã xảy ra rồi. Anh nói với ba thế nào? Còn có thể nói thế nào? Nói thật chứ sao? Em không nhìn thấy nét mặt của bác ấy Mạnh đâu, rất khó chịu đó. Anh, anh thấy bây giờ em đã thành như vậy rồi, anh có tâm trạng đùa giỡn nữa sao? Nếu không phải thì làm sao? Nhà chúng ta có tên lưu manh như anh, bây giờ lại xuất hiện thêm đứa em gái. Còn mai tim của ba còn khỏe mạnh. Anh nói với ba em chạy rồi. Ông ấy vội vàng chạy lên bục, khom lưng cúi đầu với mọi người. Ông ấy nói, Tây Tử, từ trước đến nay chưa từng làm tôi lo lắng, vừa làm thì lại làm ra một chuyện to đùng, không dễ dàng. Mọi người tại hội trường không khó xử nữa. Lúc đó anh nghĩ anh thực sự sùng bái người ba này. Ngày mai em sẽ đi nói rõ với ba. Anh, em vẫn muốn hỏi anh, bây giờ anh đã biết Giai Kỳ và Hòa Bình chia tay là vì rất nhiều hiểu lầm, không có chút ảnh hưởng nào tới anh hay sao? Thật ra anh đã sớm biết rồi. Thế anh, những chuyện đã qua anh không muốn tìm hiểu nữa. Bây giờ anh có thể xác định Giai Kỳ yêu anh.
Những chuyện cũ đó, nếu hòa bình không quên được, em lấy anh ấy sẽ không hạnh phúc đâu. Nếu anh ấy quên được thì em có gì phải lo lắng? Vậy nên em bỏ chạy trước khi lâm trận, anh vẫn rất ủng hộ cho em. Anh, em thật hy vọng em có thể tự tin giống như anh. Sai không phải là tiền, mà là trái tim của em. Giai Kỳ, em khiến anh thất vọng quá. Đồng sự trưởng, trong 2 tháng liên tiếp thành tích giảm mạnh, tôi lo lắng như vậy tài chính công ty sẽ thâm hụt. Bây giờ đại danh nhận được mẫu trước đó không thấy ảnh hưởng, thành tích đã xuống dốc không ra gì rồi. Cứ tiếp tục như vậy, công ty sớm muộn cũng sẽ sập thôi. Chuyện này là do cô gây ra. Bây giờ cô muốn để lại đống đổ nát này cho tôi, sau đó vỗ mông bỏ đi. Tôi không cho phép. Muốn tôi đệ đơn từ trước là do bà ép. Công ty đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là do một tay bà đạo diễn, không phải sao? Dương Thục Nghi, chú ý thân phận của cô. Nếu cô muốn ở bên Tiêu Cường, tốt nhất là khôn ngoan một chút, mau chóng dọn dẹp đống đổ nát này. Có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ lại. Lãnh đệ bây giờ đối với tôi mà nói là đồ vô vị bỏ đi không đáng tiếc. Tôi thấy anh ta vẫn nên trở về dưới bóng cây để bà che chở đi. Bàn giao công việc bà bảo tôi làm đã sắp xong rồi, tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Cô được rồi, vậy chiều mai tôi gặp cô, tạm biệt. Anh Hòa Bình, lên xe đi, anh đưa em ra ngoài đi dạo. Chuyện này đến bây giờ đã được mấy ngày rồi, em nhất định sẽ cho rằng anh sẽ như trước đây, không cần chần chừ mà chạy đến bên Giai Kỳ. Hy vọng giải quyết hiểu lầm với cô ấy, quay lại với cô ấy phải không? Vốn dĩ anh cũng cho rằng anh sẽ làm như vậy, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ, anh thấy anh nên buông tay. Thấy Giai Kỳ và Đông Tử bên nhau rất hạnh phúc, anh cũng yên tâm rồi. Còn em, anh nghĩ đến khoảng thời gian này anh vẫn luôn dây dứt vì chuyện này. Anh càng thương em hơn Giai Kỳ. Tây Tử, anh chỉ muốn nói với em, bây giờ trong lòng anh đã không còn chỗ nào cho người khác nữa. Tây Tử, em đồng ý đợi anh suy nghĩ kỹ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại được không?